Minh Bình Lũy, tre làng Bình Yên, nghề đan đác ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã có tuổi đời hơn 100 năm. Bao năm qua, bà con làng nghề vẫn âm thầm, ngày qua ngày sản xuất các sản phẩm thủ công phục vụ thị trường. Dạ vâng, và không chỉ sản xuất những sản phẩm đơn giản như là rổ rá, thúng nia phục vụ nhu cầu trong gia đình, mà có nhiều hộ dân còn mạnh dạn chuyển sang kinh doanh sản phẩm từ tre đứa để xuất khẩu. Vẻ đẹp sâu lũy tre làng cũng là đánh khép lại phần năm hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Bảy mươi tuổi đời mà đã có hơn 50 năm tuổi nghề, cái nghiệp đan đác đã gắn với bà Nguyễn Thị Bửu một cách tự nhiên. Tự nhiên như chính cái cách mà nghề đan đác này ra đời. Theo nghề từ khi còn nhỏ, dần dần bà trở thành thợ đan chính của gia đình. Bàn tay ngày qua ngày gắn với cật trúc liếp tre. Hồi đó là như giải phóng là về đây ha. Ba mẹ thì đương thúng, cái cô cũng đương thúng một thời gian. Cũng học chứ, làm sao mình biết, tại vì mình nhỏ mới lớn lên mà. Học chảy nang rồi học đương. Đó, rồi sao rồi qua nghề dĩ này. Đương thành phẩm mê dĩ này cũng vất vả lắm chứ không phải sung sướng đâu. Đây nè, nó chai một cục nên lột mấy da ra dụng lại. Để hình thành nên làng nghề thú vị này, ban đầu người dân ở đây chỉ đan các sản phẩm phục vụ cho cuộc sống gia đình trong sản xuất nông nghiệp. Sau đó hình thành nên nhiều cụm dân cư đan đác với nhiều sản phẩm đa dạng phục vụ thị trường và xuất khẩu. Đây là nghề truyền thống của cha mẹ để lại, rồi tiếp nối nghề của địa phương. Cơ sở của tôi hiện tại bây giờ có những cái mặt hàng giống như là chậu trồng cây, thúng, nia, rổ, rá, các loại mặt hàng trang trí khác xuất đi châu Âu là chính. Nghề đan đác không quá công phu, chỉ cần siêng năng cần cù và kiên nhẫn một chút thì ai cũng có thể làm được. Có chăng ai có hoa tay thì sản phẩm làm ra sẽ tinh xảo và bắt mắt hơn. Cứ tưởng đơn giản thì sẽ có nhiều người theo nghề. Nhưng thật ra, kiếm được thợ lành nghề, chịu theo nghề, càng ngày càng khó, ngoài những người gắn bó lâu đời. Khó khăn là thế, nhưng làng nghề vẫn duy trì được tới giờ, là nhờ những con người hết lòng vì nghề, vẫn cầm cụi chẻ trúc, vuốt nang, đan giỏ, bằng đôi tay thạo nghề thoăn thoắt và bằng một tấm lòng đau đớn với nghề xưa.